Tối qua ngày 20 tháng 7, quân đội Israel đã tiến hành không kích vào Yemen để đáp trả cuộc tấn công một ngày trước đó của lực lượng Houthi vào Israel, khiến một dân thường thiệt mạng. Đòn không kích đánh dấu bước leo thang mới trong cục diện chiến sự diễn biến hết sức phức tạp tại Trung Đông trong hơn 9 tháng qua. Theo thông báo của quân đội Israel, cuộc không kích tối qua nhằm vào một kho vũ khí của Houthi ở thành phố cảng Hodeidah bên bờ Biển Đỏ. Đòn tấn công do các chiến đấu cơ của không quân Israel thực hiện độc lập, không phải cuộc tấn công hiệp đồng cùng Liên quân Mỹ-Anh như một số tin đồn. Bình luận về cuộc tấn công, Thủ tướng Israel đêm qua khẳng định cuộc không kích là nhằm đáp trả cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Houthi vào thành phố Tel Aviv sáng sớm ngày 19 tháng 7, khiến một dân thường thiệt mạng. Thủ tướng Israel nhấn mạnh, với việc đánh trúng mục tiêu ở cách biên giới Israel tới 1.700 km, đòn không kích cho thấy quân đội nước này có thể tấn công kẻ thù tại bất kỳ ngóc ngách nào. Người đứng đầu chính phủ Israel đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường biện pháp chống lại Iran và các đồng minh, tức các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến do Iran dẫn dắt tại khu vực. Theo Thủ tướng Israel, bất kỳ ai muốn thấy hòa bình và ổn định tại Trung Đông cũng cần phải chống lại Iran và ủng hộ cuộc chiến của Israel chống lại Iran. Trước đó, truyền thông khu vực cho biết, cuộc không kích của Israel dường như đã đánh trúng một bể chứa nhiên liệu tại cảng Hodeidah, làm bùng phát một đám cháy dữ dội kéo dài trong nhiều giờ. Báo cáo ban đầu cho thấy đã xảy ra thương vong nghiêm trọng về người trong cuộc không kích, song chưa rõ số lượng. Trong phản ứng đầu tiên về cuộc tấn công, thành viên văn phòng chính trị của lực lượng Houthi cảnh báo Israel sẽ phải trả giá đắt vì bước leo thang nguy hiểm vào Yemen. Theo đó, Houthi sẽ đáp trả tương xứng với đòn tấn công tội ác của quân đội Israel chống dân thường Yemen ở Hodeidah. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban cũng khẳng định hành động liều lĩnh của Israel chống Yemen đã đẩy khu vực vào một giai đoạn đối đầu nguy hiểm mới. Quân đội Israel cho biết, chiếc máy bay không người lái UAV do Houthi phóng vào một tòa nhà ở Israel đã được sửa đổi kỹ thuật để tấn công tầm xa. Nhóm vũ trang Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công vào thủ đô Tel Aviv của Israel trong sáng sớm ngày 19 tháng 7. Đây là cuộc tấn công gây thương vong đầu tiên của Houthi trên lãnh thổ Israel. Theo truyền thông khu vực, Houthi tuyên bố đã thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt bằng loại UAV mới mà radar của đối phương không thể phát hiện. Từ đó, UAV có thể vượt qua các hệ thống phòng không một cách hiệu quả. Phát ngôn viên các lực lượng vũ trang Israel cho biết, theo đánh giá ban đầu, thiết bị được Houthi sử dụng trong vụ tấn công là UAV cảm tử Samad 3 do Iran sản xuất với tầm bắn được mở rộng. Người này nói thêm, UAV được Houthi phóng từ Yemen và đi vào vùng lãnh thổ Israel từ hướng Địa Trung Hải. Trong đoạn video ghi lại vụ tấn công, UAV của Houthi đã băng qua một bãi biển ở Tel Aviv, đánh trúng một tòa nhà và dẫn tới một vụ nổ lớn. Các mảnh vỡ từ vụ nổ đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Theo báo cáo hồi tháng 2 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, dòng UAV Samad có tầm bắn tối đa hơn 1.900 km. Dựa trên những thông tin được công bố, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định có thể chiếc UAV được sử dụng trong vụ tấn công vào Tel Aviv là một phiên bản của UAV Samad có năng lực vượt trội hơn một chút. Đối với nhóm vũ trang Houthi, việc tăng phạm vi hoạt động của UAV được quan tâm để tấn công các mục tiêu ở xa hơn, bay theo hành trình né các hệ thống phòng thủ của đối phương và tấn công từ những góc bất ngờ. Vụ tấn công trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban. Hành động này đã làm dấy lên lo ngại giao tranh ở dải Gaza có thể leo thang căng thẳng hơn nữa và biến thành cuộc xung đột khu vực mở rộng. Houthi nhấn mạnh, vụ tấn công bằng UAV nhằm thể hiện sự đoàn kết với nhóm vũ trang Hamas và người Palestine trước chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza. Đây cũng là lý do tương tự được Houthi viện dẫn khi dùng UAV cảm tử và tên lửa chống hạm tấn công các tuyến đường vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden suốt nhiều tháng qua. Đáp trả, Hải quân Mỹ và các tàu chiến đồng minh đã triển khai tấn công để ngăn chặn các mối đe dọa từ Houthi. Cho tới nay, quân đội Israel vẫn chưa tấn công trực tiếp vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, quân đội Mỹ đã hành động đơn phương hoặc phối hợp với Anh nhiều lần tấn công vào các cơ sở của Houthi ở Yemen.
Ngày 20 tháng 7, lực lượng phòng vệ Israel đã sử dụng máy bay chiến đấu để tấn công cảng Hodeida ở Yemen do lực lượng Houthi kiểm soát nhằm trả đũa vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào thành phố Tel Aviv trước đó một hôm, khiến một người chết và 10 người bị thương. Vụ tấn công của lực lượng phòng vệ Israel nhằm vào các mục tiêu cách Israel hơn 1.700 km, bao gồm các địa điểm có mục đích sử dụng kép như cơ sở hạ tầng năng lượng, đã tạo ra một đám cháy và khói đen khổng lồ. Kênh truyền hình của Houthi cho biết, một cơ sở lọc dầu và một nhà máy điện tại cảng Hodeida đã bị trúng đạn, khiến ít nhất 80 người bị thương, hầu hết bị bỏng nặng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố sẽ có thêm cuộc tấn công nhằm vào Houthi nếu họ dám tấn công Israel. Thông báo của IDF nêu rõ, máy bay chiến đấu đã tấn công các mục tiêu quân sự của Houthi ở cảng Hodeida tại Yemen nhằm đáp trả hàng trăm vụ tấn công nhằm vào nhà nước Israel trong những tháng qua. Sau vụ tấn công, toàn bộ máy bay chiến đấu F-15 của Israel đều trở về an toàn. Trước đó, Israel đã thông báo cho các đồng minh về cuộc tấn công. Cùng ngày, Hội đồng Chính trị tối cao của Houthi tuyên bố sẽ có phản ứng hiệu quả đối với các cuộc không kích của Israel vào cảng Hodeida và khẳng định sẽ không ngần ngại tấn công các mục tiêu quan trọng ở Israel. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban đánh giá các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Houthi hôm 20 tháng 7 đã đánh dấu một bước ngoặt nguy hiểm sau 9 tháng diễn ra cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở dải Gaza. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 19 tháng 7 theo giờ địa phương, tức khoảng 7 giờ sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở một tòa nhà tại Tel Aviv, khiến một người thiệt mạng và 10 người bị thương phải điều trị trong bệnh viện. Kết quả điều tra ban đầu của lực lượng phòng vệ Israel cũng cho thấy, khi vật thể từ trên không tấn công trung tâm Tel Aviv, đã không có còi báo động nào được kích hoạt. Houthi bắt đầu chiến dịch tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái chống lại Israel ngay sau khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas nổ ra, phần lớn nhắm vào thành phố cảng Eilat phía nam Biển Đỏ. Nhưng cho đến ngày 19 tháng 7, tất cả tên lửa và thiết bị bay không người lái của Houthi đều bị chặn bởi Israel hoặc các đồng minh phương Tây có lực lượng đồn trú trong khu vực. Về phần mình, Israel cũng chưa thực hiện các cuộc tấn công vào người Houthi. Thay vào đó, Israel tập trung nỗ lực trong cuộc chiến tại dải Gaza và cuộc chiến đang diễn ra với phong trào Hezbollah ở Liban, trong khi để các đồng minh của mình dẫn đầu chống Houthi. Tàu chiến của Mỹ đã cố gắng đánh chặn tên lửa của Houthi. Máy bay chiến đấu của nước này cũng nhiều lần tấn công các vị trí của Houthi ở Yemen. Tới nay, Houthi tuyên bố đã bắn hạ ít nhất 3 máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ ở gần Yemen, cũng như các cuộc tấn công trực tiếp vào tài sản của Hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển nước này.